hỷ chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 5 tháng 4 tức là ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần là ngày Hoàng đạo, Thanh Long, tuổi xung với ngày Bính Tý, Thủy, Giáp Tý, Kim. Xem tử vi ngày 5 tháng 5 năm 2022 thứ năm tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết, hoặc tổ chức tiệc tùng, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa. Tài lộc trung bình, hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, do đây là ngày xung với tuổi của bổn mạng. Mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao thiệp với mọi người có nhiều khó khăn. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu, ngày xung của bổn mạng. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, ngày xung của bổn mạng. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự. Có tài lộc, nhưng hao tán về giao thiệp, vui chơi, giải trí. Gặp lại người xưa, có người đi xa. Thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển, đi xa. Trong mọi chuyện có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày xung của bổn mạng. Có người bất đồng ý kiến với mình. Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi. Hy sinh mới có kết quả. Hoặc có thể không nên tiến hành mà hãy để vào một ngày khác. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ. Hao tài về mua sắm, quà cáp. Xem thêm, tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. Xem tử vi ngày mới thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc. Có tin xa. Sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới. Có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam thái âm nữ thái bạch. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt, tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, 74 nam thổ tú nữ vân hớn, có tài lộc. Tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt, e có sự ganh tị ở phía sau. Về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện rầy rà, sinh chuyện không hay. Có đám tiệc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Hao tán tài lộc vì giao thiệp, chia sẻ, giúp đỡ. Xem tử vi ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, thổ, 25 nam kế đô nữ Thái Dương, hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, 37 nam La Hầu nữ kế đô, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc, có trở ngại. Ngày có tiệc tùng đình đám, hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý. Bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, 49 nam thái bạch nữ thái âm. Hết sức tránh sự đàm luận, tranh cãi, sẽ không giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa, xích mích, thị phi. Không nên nóng tánh vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết, hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc, tình cảm. Nên sắp xếp ổn định lại công việc, không nên tin cẩn người khác. Cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Sức khỏe, tài lộc không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh. Hạp các nghề thể thao, sửa chữa, pháp luật, y tế. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, 61 nam kế đô nữ Thái Dương, hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, 73 nam La Hầu nữ kế đô, mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc. Xem tử vi ngày mùng ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ. 24 nam vân hớn nữ La Hầu. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc, tiệc vui, quà tặng. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, 36 nam mộc đức nữ thủy diệu. Trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nải, dời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý, ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, 48 nam thủy diệu nữ mộc đức. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, kim, 60 nam vân hớn nữ La Hầu. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, đình đám, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Có tin xấu về bệnh tật, đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ thủy diệu. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có hỷ sự. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Xem tử vi ngày mới thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất trắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, cẩn trọng đề phòng rủi ro, tai nạn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi. Đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý, ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày không nên có sự hẹn ước dễ gặp phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Tử vi ngày 5 năm 2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô tốt hơn nên noi theo đường hướng cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán nằm. Hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô. Có tin xa. Nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam thái bạch nữ thái âm ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên, không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 nam kế đô nữ Thái Dương. Có việc xảy ra như đã dự tính, hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành, kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới, thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói, có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Xem tử vi ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sủa, tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc. Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn. Giới hạn sự di chuyển, giao thiệp. Có tin tức. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, mất hòa khí. Có khách, người thân đến, hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ thủy diệu ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng, tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc. Có sự trách oán, hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam thủy diệu nữ Mộc Đức ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường. Có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến. Có tài lộc. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn. Giới hạn sự di chuyển, giao thiệp. Tin tức xấu. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Xem tử vi ngày mùng ngày 5 tháng 5 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh. Không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, Có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú gia đạo có đám tiệc hoặc có sự họp mặt, hội họp, có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước này có kết quả. Thuận lợi về mong cầu tiền bạc. Có hỷ sự. Có sự hao tốn trong sự di chuyển, đi lại hoặc về xe cộ, máy móc. Xem tử vi ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, hoặc có sự hư hại, chậm trễ. Có tin buồn. Xem tử vi ngày mới thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Gặp lại người xưa, bạn cũ. Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc, có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về di chuyển, hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày có hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn. Tình cảm tốt, vui vẻ. Có người đến nhờ vả mình. Xem tử vi ngày 5/2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam thổ tú nữ vân hớn, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn bất trắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam Thái Dương nữ thổ tú, mọi việc đều có thể xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng, không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn. Có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn bất trắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam thổ tú nữ vân hớn, ngày xuân của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam Thái Dương nữ thổ tú, ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa. Xem tử vi ngày 5 tháng 5 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô, ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm cũng như về tài lộc. Nếu có người đến bàn chuyện hùng hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có tin tức ở xa. Có người quay trở về. Có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc. Có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương, những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc. Có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô, về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt. Hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ.